Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sa Thể Thao và tiếp tục các diễn biến tại giải vô địch thế giới cổ truyền toàn quốc. Chúng ta cùng đến với một trận đấu có sự xuất hiện của võ sĩ của đoàn quân đội trong trang phục giáp đỏ gặp võ sĩ của đơn vị Đồng Nai trong trang phục giáp đen. Và đây là trận đấu ở hạng 51-54 kg giữa Lê Mạnh Đức của quân đội và Lâm Ngọc Quân. Đây là trận đấu thứ hai tại thảm B. Võ sĩ vừa đánh ngã đối thủ là Lê Mạnh Đức của quân đội với Lâm Ngọc Quân của Đồng Nai hạng 51-54. Như đã nói thì Đức nó là vận động viên xuất phát điểm là từ môn muay. Giải đấu đầu tiên Đức thi đấu là giải trẻ muay tại Thanh Hóa năm 2016. Và sau đó thì Đức có thi đấu muay thêm được vài năm rồi sẽ chuyển sang cổ truyền cho quân đội 3 năm vừa qua. Đức là găng đỏ nha. Trong luật cổ truyền thì ở bộ luật hiện tại thì đòn đánh đầu vẫn là đòn cao điểm nhất, đòn đánh ngã nữa. Nhưng mà thấy bảo là sẽ có sự thay đổi, đó là sẽ là đòn đánh cái tính từng điểm một từng. Chúc mừng nhé, chúc mừng. Đây là trận đấu vừa rồi mà Kha Chí Cường vừa mới có chiến thắng trước Đồng Nai, trước An Giang. Hiện tại thì Đức đang có thế trận tốt với trước Lâm Ngọc Quân của quân đội. Chúng ta cùng đợi xem kết quả trận đấu đang diễn ra của Đức với Quân. Đó.
Hay quá. Không công nhận. Trận này thì Đức trên cơ rồi, có lẽ là chỉ cần đợi hết giờ thôi là Đức đã có được chiến thắng đầu tay. Chính xác, cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin mời hai vận động viên.